Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 5. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và lãnh đạo Trung tâm Thương mại mua sắm Lafayette tổ chức chương trình gặp gỡ doanh nghiệp Pháp tại Paris. Đại lễ Phật đản là dịp truyền tải giá trị đạo đức nhân bản Phật giáo để tín đồ Phật tử thể hiện sự tôn kính Đức Phật, thêm hiểu và hướng về các giá trị lối sống tốt đẹp. Mô hình nuôi lươn thương phẩm không bùn của anh Nguyễn Thành Bắc ở xã Minh Quang, huyện Kiến Sương cho thu nhập cao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Diên Hồng nhà Quốc hội, Quốc hội khóa 15 đã bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 15 giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu Chủ tịch nước. Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao trọng trách Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu đồng chí đảm nhận trọng trách cao cả này. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn. Chủ tịch nước khẳng định sẽ cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, kiên định và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, mang đậm bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sau phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm. Cũng trong sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tham gia thảo luận, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng nội dung của dự thảo luật với các luật có liên quan để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đúng phạm vi điều chỉnh. Ngoài ra, các đại biểu tham gia vào các nội dung cụ thể của dự thảo luật. Tiếp tục chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa Pháp, chiều tối qua tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và lãnh đạo Trung tâm Thương mại mua sắm Lafayette tổ chức chương trình gặp gỡ doanh nghiệp Pháp tại Paris. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự chương trình còn có ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình và nhiều doanh nghiệp Pháp. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh, các cơ chế ưu đãi trong thu hút đầu tư của tỉnh Thái Bình. Với những tiềm năng lợi thế, tỉnh Thái Bình mong muốn được hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực với các doanh nghiệp Pháp. Đại diện các doanh nghiệp Pháp cũng đã trao đổi làm rõ những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp Pháp đã bày tỏ quan tâm tới môi trường đầu tư của tỉnh, những chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như các chính sách cho thuê đất đai, nhà xưởng, tình hình phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh sang Pháp và châu Âu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, lãnh đạo Trung tâm Thương mại mua sắm Lafayette,
Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp cùng với tỉnh Thái Bình tổ chức thành công chương trình gặp gỡ doanh nghiệp Pháp tại Paris. Đồng chí cũng đã giải đáp những câu hỏi mà các nhà đầu tư doanh nghiệp Pháp quan tâm, bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Pháp đến tìm hiểu và khám phá thực tế môi trường đầu tư ở Thái Bình, cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển bền vững, yên tâm làm ăn lâu dài và hiệu quả tại Thái Bình. Đồng chí khẳng định, chương trình gặp gỡ doanh nghiệp Pháp tại Paris nói riêng và các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại của đoàn tại Cộng hòa Pháp sẽ mở ra nhiều hướng hợp tác giữa Thái Bình và Pháp trong tương lai. Cùng với sự quan tâm của các doanh nghiệp tại Pháp, đồng chí mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ là cầu nối tích cực và hiệu quả trong việc quảng bá, giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các địa phương của Pháp đến hợp tác đầu tư tại Thái Bình. Trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã tới tham quan mô hình cụm thành phố thông minh, đổi mới sáng tạo Campus Connected, Sikoba ở Never, trung tâm đổi mới sáng tạo của tập đoàn Schneider Electric và trung tâm mua sắm thương mại Galerie Lafayette ở Paris. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp điện tử của Đài Loan do ông Chen Hung-jin,